Và bên cửa hàng của Nguyễn Phúc Japan này có vẻ là ít máy sấy tóc và kẹp tóc hàng nội địa Nhật, có thương hiệu là Latina này, Panasonic này, Hitachi này, Techcom này. Tất cả hàng bãi điện 100V hết nhá. Có một chiếc máy Philips này điện 220 này. Một chiếc Philips là điện 220, sản xuất ở Hàn Quốc. Đây là kẹp tóc này, kẹp để sấy. Mình cắm thử một chiếc ở trong máy chạy. Máy chạy rất rất êm nhá. Gió nóng và mát, gió xa lắm. Hình như là tôi không có tiếng kêu. Bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679. Bên mình ship hàng toàn quốc nhé.